Thưa quý vị, vào rạng sáng ngày hôm nay, đội tuyển U23 Việt Nam đã có trận ra quân tại Doha Cup gặp U23 Iraq. Hiếm khi nào người hâm mộ phải thức dậy lúc 2 giờ 45 phút sáng để xem một trận đấu với những tuyển thủ. Và tất cả sẽ phải làm quen thêm một khung giờ muộn khác là 0 giờ 30 ngày 26 tháng 3, thời điểm diễn ra trận đấu thứ hai để chờ đợi chiến thắng đầu tiên của đội tuyển U23 Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Philippe Troussier. U23 Việt Nam triển khai lối chơi kiểm soát bóng như ý đồ của huấn luyện viên Philippe Troussier. Tuy nhiên, những sai lầm của các cầu thủ trẻ sớm xuất hiện. Phan Tuấn Tài chuyền bóng hỏng ở khu vực giữa sân và Tiến Long buộc phải phạm lỗi để ngăn U23 Iraq ghi bàn. Hậu vệ này phải nhận thẻ đỏ trực tiếp và U23 Việt Nam phải chơi thiếu người ngay từ giữa hiệp 1. Sai lầm tiếp theo thuộc về Lương Duy Cường trong một tình huống mà đáng ra ba hậu vệ áo trắng đã có thể bọc lót cho nhau tốt hơn. U23 Iraq mở tỷ số từ quả phạt 11m ở cuối hiệp đầu tiên. Với lợi thế hơn người, đội bóng tới từ Tây Á còn có thêm 2 bàn thắng nữa trong hiệp 2 và giành chiến thắng chung cuộc 3-0. Còn với U23 Việt Nam, chúng ta kết thúc trận đấu với chỉ 9 người sau khi Minh Khoa nhận thẻ vàng thứ hai và rời sân ở cuối trận. Dĩ nhiên là từ những chiếc thẻ đỏ này thì sau đây các cầu thủ cũng cần biết kiểm soát hành vi cũng như là tâm lý của mình tốt hơn trên sân thi đấu. Đây chưa phải là một cái kết quả mà chúng ta có thể nói là tận cùng của sự tệ hại. Nhưng mà đây sẽ là cơ hội để sau đây toàn đội phân tích cũng như các cầu thủ rút ra những bài học, những kinh nghiệm trong tương lai. U23 Việt Nam sẽ thi đấu với U23 các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất vào sáng ngày 26 tháng 3 và có thêm một trận nữa vào ngày 29 tháng 3 trước khi kết thúc Doha Cup lần này.